Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cho cô chú anh chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì xương có đen. Đó, con thì cái kem của chú anh chị. Nó thì con mẹ này đang giữ con cái kem này là lứa thứ hai. Đó, bây giờ em sẽ gửi hình ảnh giá cả và chân bóng của bộ mẹ con này cô chú anh chị xem ha. Đó, chân móng của con mẹ nè. Con mẹ thì xương có đen. Thì con mẹ này em đo chiều cao là 1,3 m của chú anh chị. Đó rúng. Đó, hai chân sau nè. Rồi nếu như chú anh chị nào muốn mua bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại em để tại màn hình ha. Đó, báo giá trực tiếp luôn, bộ mẹ con này chú bán với giá là 41 triệu. Đó, con mẹ đang giữ con cái kem này là lứa thứ hai của chú chị. Đó, con cái kem này thì được 3 tháng mấy qua coi. Mẹ cái lưng rồi. Đó. Đây con cái kem này của chú chị. Con cái kem được 3 tháng mấy. Con nó mát sữa nè, qua con đây chú anh chị. Đó, con chú nó được 3 tháng chưa được 3 tháng rưỡi của chú anh chị. Đó, cái kem mát sữa nó gieo nấu nè. Đó. Thì con cái kem này em đo là 1 m 1 m 1. Em đọc kỹ rồi chứ. Con mẹ thì chiều cao 1,3 m. Con cái thì chiều cao 1 m hay gì, 1 m của chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua bộ mẹ con này thì liên hệ số điện thoại để tại màn hình ha. Đó vú á, 4 vú đều ra, không có bị viêm vú hay là. Còn con thì em quan sát hiện con thì chân móng hoàn thiện nè, không bị ốp xe là xuống đúng xuống ruột gì ha. Con nè chân móng nè. Đó, móng thì móng sò. Đó thấy không. Đó con đường này được 3 tháng mấy con chú anh chị. Còn cái kem, cái kem này thì lực lạc nè, đứt nè, đi thì đôi nha. Đó con chú anh chị, quý chị thấy cái dòng siêu nó đẻ ra thấy mát sữa nó ghê không? Nó thấy cái lưng cái kem nè. Đó. Rồi thì cô chú chị nào muốn mua bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại để trên màn hình. Nó còn gặp chú chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó, bộ mẹ con này có giá là 41 triệu. Mẹ siêu mỏ đen, con thì cái kem. Chúng nó mới con này mới 3 tháng 10 ngày của chú chị. Đó, mẹ nè xương sắp nè. Nó rất khu nè. Nhưng con mẹ này trên lưng nó có bị chút xà mâu của chú chị. Đây. Sửng sửng cái lòng giữa lên nhưng mà khu queo rồi ha. Không có bị lỡ lối gì, nó sùi 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 lông không à. Ông mẹ xế đầu nè, đây xế đầu nghiêm chỉnh nè ha. Đó xế lưng thì giữa sái nó sùi sùi nên em không có thấy cái xế lưng nữa nè chú chị. Mẹ thì lông nhuyễn da sát nè, lông nhuyễn nhừ luôn. Nó với cái độ nó mát sữa, để con nó mát sữa rồi cô chú anh chị mình thấy cũng biết rồi ha. Nó thấy cái kem mát sữa không, cái mà đích muốn mua lực nè. Chú chị coi cái lưng của con cái nè. Đó, thấy chưa, cái xe lưng nè. Đó.
xây đầu. Đó, con thì sái lên, con thì sái tích nghiêm chỉnh đó cô chú anh chị. Đó, mới 3 tháng lại mấy ngày đó. Rồi thì cô chú anh chị nào muốn mua cứ liên hệ số điện thoại để cho mình hình. Đó, bộ mẹ con này có giá là 41 triệu qua không? Nó đứng nét mét không trời. Đứng gì nét nét. Đó, chân móng hoàn thiện ha. Mẹ siêu mẫu đen. Mẹ chiều cao 1m3. Con chiều cao thì 1m nha cô chú anh chị. Đó, nếu cô chú anh chị nào muốn mua bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm màn hình. Đó, bộ mẹ con này có giá là 41 triệu. Đó, cái dòng siêu này thì nó mát sữa thì khỏi nói rồi. Nuôi cái lưng nữa. Đó, thấy chưa? Thầy vẫn đứng nép con mé mà cứ sao không được. Chứ nữa nó đẻ con mát sữa rồi, cô chú anh chị thấy là thuộc. Khỏi chơi luôn. Để con cái kem lưng đôi luôn. Ok. Đó, cô chú anh chị. Thấy không? Đó thì hình ảnh và giá cả của bộ mẹ con này em cũng có cập nhật cho cô chú anh chị rồi. Bây giờ để em quay sơ lược lại kỹ cái lần nữa cho cô chú anh chị mình xem kỹ ha. Đó, con này chân móng hoàn thiện nè, móng thì móng sò, không có bị ốp xe rồi xuống rúng xuống ruột gì ha. Đó, còn con mẹ nè. Đó, con mẹ này đẻ con cái kem này là lứa thứ hai cô chú anh chị. Đó, chân móng đó, con mẹ thì móng móng sò nè. Đó, xương sóc ha. Đó, mẹ nè. Đó thì cô chú chị nào muốn mua bộ mẹ con này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình ha. Đó, bộ mẹ con mẹ thì lông nhĩ da sát nè, để con cái kem ra mát sữa khỏi nói rồi. Đó, vú. Đó, cô chú chị thấy bộ vú đó không? Đó, thì bộ mẹ con này có giá chú muốn bán với giá là 41 triệu. Thì chú nói nếu cô chú chị nào còn có ở xa thì còn chú còn thương lượng một chút tiền xe cho cô chú chị mình ha. Mẹ siêu mẫu đen con cái kem. Đó, cô chú chị thấy con lực không? Rồi thì hình ảnh và bộ mẹ con này em cũng có gửi đến cô chú anh chị rồi. Bây giờ em xin kết thúc video ha. Chào cô chú anh chị.